Thực tế cho thấy, những người mắc bệnh nền có nguy cơ trở nặng khi không may nhiễm COVID-19. Vậy những người có bệnh nền cần chú ý những gì khi tiêm phòng vaccine COVID-19? Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi những chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Hải Ninh, trưởng khoa nội tổng hợp, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Đặc biệt, một số bệnh gây suy giảm hệ miễn dịch nghiêm trọng, ví dụ như bệnh nhân mắc các bệnh lý về ung thư đã trải qua những đợt xạ trị, hóa trị, những bệnh lý phải sử dụng các thuốc ức chế miễn dịch lâu dài. Bên cạnh đó là các bệnh lý nền rất thường gặp như tăng huyết áp, đái tháo đường, các bệnh lý về hô hấp, hen phế quản, phổi tắc nghẽn mãn tính. Ngoài ra, những yếu tố không coi là bệnh lý nền nhưng vẫn có thể làm tăng nặng bệnh như người béo phì, thừa cân. Bản thân cái bệnh nền đấy đầu tiên là chúng ta phải được điều trị và khống chế kiểm soát tốt. Thì khi cái bệnh nền đã được kiểm soát tốt thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm để tiêm vaccine. Bởi vì hầu hết các vaccine thì rất là ít tác động trực tiếp đến cái bệnh lý nền. Chỉ có một điều lưu ý là đối với những bệnh nhân mà có bệnh nền thì khi tiêm vaccine cần được tiêm ở những cái nơi mà có sự giám sát của các cán bộ y tế. Để khởi đầu, chúng ta sẽ được khám sàng lọc đánh giá xem là đúng thực sự là các bệnh nền của chúng ta đã được kiểm soát tốt chưa, và sau đó thì sẽ được theo dõi trong quá trình tiêm. Và chẳng hạn nếu có xảy ra các cái tác dụng phụ sau quá trình tiêm thì cũng có các cái cán bộ y tế để có thể hỗ trợ xử lý kịp thời, tránh được các rủi ro về tiêm chủng. Cả các cái vaccine mà được phê duyệt sử dụng hiện tại tại Việt Nam thì đều đã được thử nghiệm về hiệu quả và tính an toàn, và không có sự khác biệt đối với bất kỳ nhóm bệnh nhân nào của cả 9 loại vaccine đó. Loại vaccine phù hợp nhất và tốt nhất là cái loại vaccine sẵn có và các bạn có thể tiêm được ngay tại cái thời điểm mà chúng ta tiếp cận được với dịch vụ tiêm chủng. Hy vọng rằng với những hướng dẫn của bác sĩ sẽ giúp các bệnh nhân có bệnh nền mắc COVID-19 sẽ có thêm kiến thức bổ ích và an tâm hơn khi tiêm vaccine COVID-19.